cao thêm, cao nữa luôn là những cái niềm khao khát của bậc cha mẹ, phụ huynh có con mang chiều cao khiêm tốn. À, nhiều mẹ cứ nghĩ là qua tuổi dậy thì rồi thì con không thể cao nữa, nhưng mà thực chất cái điều đó là hoàn toàn sai. Theo như nhiều nghiên cứu thì cái chiều cao là do ba yếu tố quyết định, đó là chế độ ăn, chế độ ngủ nghỉ, chế độ ăn uống lập luyện luyện tập thể dục thể thao, và cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố do gen di truyền. Trong những cái yếu tố đó thì cái yếu tố ăn uống đặc biệt quan trọng quyết định chiều cao của con người. Do bé không không kén ăn, không có khả năng hấp thu thức ăn, dẫn đến cái việc chiều cao của bé tỷ lệ thuận với cái việc kén ăn của bé tỷ lệ thuận với cái chiều cao của bé. Thì ngày nay khi mà khoa học tiến bộ đã có các những cái chế phẩm, sản phẩm, thực phẩm chức năng giúp cải thiện bổ sung hormone tăng trưởng, giúp con người cải thiện chiều cao. Hôm nay HeStore sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng thực phẩm chức năng viên uống tăng chiều cao GH của Nhật Bản. Và viên uống GH này được HeStore mua trực tiếp tại các tiệm thuốc, cửa hàng ở bên Nhật Bản và xách tay bằng đường bay về. Thì nói đến cái viên uống GH này, nó là cái giải pháp hoàn hảo giúp bạn tăng chiều cao một cách tự nhiên mà không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và những cái sinh hoạt hàng ngày. Thực phẩm chức năng hỗ trợ chiều cao GH Crescent chứa hormone tăng trưởng và chế phẩm tổng hợp bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp gen người. GH là thành phần được dùng để điều trị một số bệnh ở người, trong đó có làm tăng chiều cao, dùng cho trẻ em tuổi đang lớn, đặc biệt là những trẻ đang trong tuổi dậy thì, từ 10 đến 30 tuổi. Có chiều cao thấp hơn so với những bạn cùng tuổi do thiếu GH. Tăng chiều cao những người thấp lùn. Việc sử dụng GH là sự lựa chọn phù hợp và an toàn cho những ai muốn phát triển thêm chiều cao, bởi đây là thực phẩm chức năng tăng trưởng GH một cách tự nhiên và không có tác dụng phụ. Ngoài việc sử dụng thực phẩm chức năng viên uống GH thì đối với những bé với cái khả năng hấp thu thức ăn và kén ăn thì mẹ cho bé bổ sung thêm Plasmo Total Calcium Magne và D3 của nhà Histo nhé. Bổ sung canxi, magie và D3 của Plasmo này sẽ giúp bé tăng sức đề kháng, giúp xương canxi của bé tăng canxi trong xương, chắc khỏe xương, và hỗ trợ cho việc tăng chiều cao của trẻ. Ngoài những cái thực phẩm chức năng mà Histo đã nói đến thì Histo muốn các bạn chú trọng đến đó là kết hợp với chế độ dinh dưỡng như ăn nhiều cá, thịt bò, uống nhiều nước và đặc biệt là ngủ đủ giấc để có thể mang lại kết quả tốt nhất trong vòng 3 giờ. Trong vòng 3 giờ khi uống thực phẩm chức năng GH Crescent thì chúng ta không nên ăn hay uống thêm bất cứ cái gì khác và cố gắng ngủ đủ một ngày 7 đến 8 tiếng để thuốc có thể phát huy tối ưu kết quả. Chúng ta có thể kết hợp thêm những bài tập thể dục hoặc là vận động nhẹ như là chạy bộ, thể dục buổi sáng để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và kéo giãn xương.